Cũng theo công văn mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn tại quyết định số 2194 ngày 27 tháng 5 năm 2020 và quyết định số 2225 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó cần lưu ý đối với người chế biến thức ăn, đồ uống, chủ nhà hàng, chủ quán, người phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, thực phẩm, phục vụ khách hàng, giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét, bố trí khu vực và yêu cầu khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, tiến hành vệ sinh khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi.